chị. Lộn xộn 150k. Trăm rưỡi luôn hả? Trăm rưỡi luôn. Máu quá chị ơi. Chị nghĩ sao? Tưởng anh 150 không đủ đâu. Không đủ luôn. 200. Nhiều? Bao nhiêu? 200. Trời ơi. Đây là 200 ngàn lộn xộn nè cả nhà. Liệu Võ Sư Lộc có hoàn thành được thử thách này không? Cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của mình là Phan Đi Hùng đây. Sao tự nhiên đứng ở trong rạp chiếu phim vậy? Mới dẫn mẹ anh đi coi phim. Bố phim già. Gì? Bố già hả? À. Sao coi phim xong rồi giờ sao? Trước khi đi cũng ăn rồi. À. Giờ ra nó kiểu cảm giác nó đói á. Dạ. Sợ ăn nhiều quá thì ăn không nổi. Có món gì mà ăn nó chơi mà nó đặc sắc không? Lâu rồi á. Anh em mình cũng chưa có một cái món ăn vặt nó đúng nghĩa. Nên hôm nay em sẽ giới thiệu với anh một cái quán, đó chính là quán cá viên chiên ở bên Tô Hiến Thành. Thôi bây giờ nó lấy xe rồi đi. Rồi đi. One hour later. Ôi trời ơi, trời ơi, lên lòng nè. Lạnh không? Vừa mới tới anh đi nhát gì không mẹ anh vậy? À, thì đúng với cái mà nó mới vừa thể hiện á. Thì đây chính là món kem khói á. Wow. Cho cả nhà coi đi anh Lộc. Đây là phần kem khói nè cả nhà. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với cả nhà một quán kết hợp rất là nhiều món. Thứ nhất là cá viên, thứ hai là kem khói. Ồ. Thì địa chỉ ở đây cả nhà là số 90 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10 nha. Ở đây là có một cái xe bán cá viên chiên. Nhìn đồ ăn rất là nhiều và màu sắc trang trí đẹp mắt đều lắm nha cả nhà. Ngoài ra thì bên đây còn có cái món kem khói, kem dừa và kem kẹp nữa. Dạ thì mình sẽ vào trong quán đó mình tìm hiểu thêm về cái xe cá viên chiên này nha. Dạ em chào chị. Chị, mình bán đây được lâu chưa ạ? Em bán đây khoảng 3-4 tháng rồi. Khoảng 3-4 tháng này thôi. Thì trước đây mình có bán ở đâu không chị? Có bán ở nhà quận nhất. Dạ. Nhưng mà giờ kiểu như trên đó nó chật chội hay sao mà mình... Là đây là cái xe cá viên chiên nè. Rất là nhiều món luôn nha cả nhà. Thì mình bán đây là từ mấy giờ đến mấy giờ vậy chị? Bán từ 5:30 đến 1 giờ khuya. Đến 1 giờ khuya luôn, 5:30 chiều đến 1 giờ khuya. Một tuần mình có nghỉ ngày nào không ạ? Không, lâu lâu mới nghỉ thôi ha. Bên mình thì chị bán các loại cá viên chiên nào vậy? Chị kể sơ qua cho em được không? Nè. Ý là em có chiên nước mắm ở trên thường, đây là các chiên nước mắm nữa. Đúng rồi. Cá viên này, tôm viên, bò viên, trứng, đậu. Wow, thanh cua. Các loại bánh bao luôn, có các loại bánh bao. Chị gì? Cái này là Abenliber, kẹo Abenliber. Tiếp đến là bên dưới này chị. Đây là tôm hùm ạ. Đây là tôm hùm. Hồ lô. Hồ lô. Đậu này hũ là cá, đậu hũ cá, đậu hũ cá. Em biết món này. Chả điệp. Ốc, sò điệp. Cái này là cua cuộn. Ồ nhiều quá ha. Dạ, nhiều. Rồi, ở bên dưới còn mấy cái nguyên cốm này. Cốm, cái cốm này bán chạy cốm cốm hồng, cốm xanh. Cốm hồng, cốm xanh. Đây Abenliber, Abenliber. Đó. Thì ở đây sơ qua em thấy là trung bình là chắc cũng khoảng 25 món ha chị ha. 25 món. Nhưng mà em nhìn á, em có thể đoán được cái mức giá á chị. Có phải là từ đây qua tới đậu hũ là 5.000 không? Cái này luôn, 5.000 luôn. Cái này luôn, một cái 5.000 hả? Dạ đúng rồi. À là cái này luôn. Ồ, rồi từ đây qua xuống hết cái này là 10.000 đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mình có giá 15.000 không chị? Không, không ạ. Không có giá 15.000. Không có giá 15.000, chỉ có từ 5-10.000. Và cái đậu bắp này là 5.000 nè đúng không ạ? Dạ. Ồ, đậu bắp nha, ăn hơi bị no luôn á. Ngoài cái món cá viên chiên ra chị, bên mình còn món nào khác không ạ? À, em còn kem đây ạ. Các loại kem. Kem kem. Đây. Kem khói. Menu nè. Bé xinh xinh. Đây là kem kẹp nè. Kem kẹp này ở bên Singapore hả chị? Dạ, kem này em nhập từ Singapore. Ghê vậy. Ồ, chị cho em coi thử cái khúc kem nó được không ạ? Mà nãy em thấy chị cắt á, chị cắt bằng con dao này nè cả nhà. Đó, cắt. Đây, cắt kem này kem cầu vồng đây nè. Đó, kem nhập từ Singapore nha cả kem nhà. Cầu kem cầu vồng hả?
Dạ đúng rồi. Ủa chị kẹp cái, là chị sẽ kẹp cái kem đó với lại cái bánh đúng không ạ? Đúng rồi, thường thường là có cái bánh sandwich màu là ngày trước em có bán sandwich màu này. À. Bây giờ là con sử dụng hàng ngày thôi. Giờ lo dùng lại sandwich này. Bánh sốt, hai loại. À cái này là để kẹp nè. Kẹp cái bánh sốt. À cái bánh này. Cái bánh này em thấy á, giống như mấy cái bánh mà người ta hay bán đúng trên rồi, đường. À dạ, đó. Kem kẹp em bán là 25 ngàn. 25 ngàn? Đúng rồi. Ví dụ như cái miếng kem bự hồi nãy á, là mình cắt được khoảng bao nhiêu? Khoảng 19 miếng, 8-9 miếng rồi. 8-9 miếng, một khúc như vậy là 25 đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, một khúc như vậy là 25. Nè nè, đó. Có vị. Và đây là có rất là nhiều vị nha. Chị cho em coi mấy cái vị đó trong đây được không? Có 1-2 vị ở đây, chủ yếu là còn em có để cái xe kem bên kia. Cái này mình phải để trong đây nó mới giữ đông được hay gì dạ, ha. Chứ mình đó là như vậy là caramel muối nè. Nè. Nếu mà làm chị làm một phần á là chị sẽ cắt dọc như vậy đúng không? Cắt dọc rồi. Rồi xong rồi chị sẽ kẹp hai cái bánh lên. Đó. Đây là dâu. Đây là dâu. Đúng rồi. Dạ. Còn này chắc là sô cô la. Sô cô la. Rồi cái này bạc hà với trái cây bánh chạy. Rất là nhiều loại nha cả nhà. Rồi. Ngoài ra bên mình còn có món kem dừa Singapore nữa. Sao món bên Singapore mà giá cũng giá hữu nghị quá vậy? Có 30 ngàn thôi. Nhà mà nhìn là rất là đẹp mắt nha, trang trí đẹp mắt lắm. Và còn cái món kem khói nữa. Đây nè, kem khói nè. Chị, em tắc mắc cái kem khói này sao nó khói nó từ đâu ra vậy chị? À, em chế khí lạnh thôi. À, chế cái khí lạnh vô. Đúng rồi. Dạ. Cái khí này người ta làm lạnh ở nhiệt độ thấp. Làm lạnh ở nhiệt độ thấp là cái khí nó sẽ dính vào trong cái bánh. Đúng rồi. Thì đó những cái thông tin về quán nha cả nhà. Giá rất là bình dân. Ôi. Niên lọc Niên kia. Mình sẽ kêu theo phong cách. Chị lộn xộn 150k. Trăm rưỡi luôn hả? Trăm rưỡi luôn. Máu quá chị ơi. Chị nghĩ sao? Tưởng anh 150 không đủ đâu. Không anh đủ luôn. 200. Nhiêu? Bao nhiêu? 200. 200. Lộn 200 á hả? Ôi mà chị chủ có tính quá nha. Mà lộn 200 á chắc là hết tủ chị không? Gần hết rồi. Gần hết. Anh Lộc có chấp nhận không? Nếu mà chị chủ nói là lộn thẳng 200 luôn á anh sợ anh bị lộn cổ á. Nhưng mà thôi, chị chủ đã thách thức rồi thì mình chiều luôn. Đúng rồi. Chơi luôn. Chơi bốc khói luôn. Bốc khói máu lắm mà. Khói bốc ra mà. Hết tủ của anh 200, 200 thôi, 200 thôi chị. Hết tủ anh. Mà chị làm cho em là cái kiểu mà chi nước mắm đi. Dạ dạ dạ. Rồi bây giờ chị lấy đi. Em lấy cho anh 200 à? Chị dạ. Lấy xong rồi chị đếm tính giá cho em luôn nè. 20 nè đúng không? 30. 30. 40. 4. 50. 50. 60. 70. 70. 80. 90. 90. 100. 100. Wow. 110. 110. 120, 130. 130. Ôi ôi. 140, 150. 150. 160. 160. Wow. 170. 170. 180. 180. Đây đây. Hai cái luôn chị, cho nó có màu xanh. Rồi, 200 ngàn nè cả nhà. Chị, cái này là nếu mà mình chiên lên á là khoảng mấy người ăn? Cái này thường thường hai người ăn cũng có mà thường thường rồi bây giờ em nhờ chị làm phần chiên nước mắm đi. Ở đây đặc biệt là có cái chiên nước mắm á cả nhà. À, dầu này mới nè chị ha. Dạ. Màu nó vẫn còn vào màu vàng. Giờ chị sẽ bóc ra chị để bên kia. Ở đây có thấy có cái hoành thánh nữa. Chị cho em thêm chả giò. Chả giò nó ok. Ơ à, thấy rồi đây lấy thêm có một cái chả giò thôi. Wow. Đổ vô này nè. À em nghĩ là cái đầu bắp á mình chiên nó mau nhanh đúng không, cho nên chị cho vào sau. Bây giờ chị chiên cái này trước xong rồi chị sẽ lấy qua đây để gì chiên nước mắm. Mà anh ăn có nước mắm anh ăn đậm đà hay ăn đường? Kiểu như ăn nhiều quá chị đừng có làm mặn quá. Không làm mặn quá. Dạ. Tại đây có một người ăn á. Ủa hôm anh không thấy Hoành Thánh không ơi? À, Hoành Thánh nè. À, trong góc này nè. À. Rất là dứt khoát luôn.
vẫn không rút được kinh nghiệm. Mà sao cứ phải đi hỏi chủ quán làm gì? Không thấy thì giờ là đã thấy rồi đó. Mấy món này á chị, nếu mà mình ăn đồ chiên như vậy không á thì nó sẽ ngán, nhưng mà nếu mình ăn với nước mắm thì chiên nước mắm nó sẽ đỏ hơn, đỏ ngán hơn. À, ăn với lại các loại dưa nè. Ô, có dưa chua nữa hả? Ôi, em thấy người ta bán dưa leo không à, bên mình là có thêm dưa chua nữa. Đó, dưa chua. Đó, cái nhà đây ăn sẽ ăn thêm cái này, còn sa tế nữa. Sa tế này là mình là chiên nước mắm hay sao chị? Không, cái sa tế để ăn. À, đây. Sa tế bỏ đi. Bây giờ đang quay thì trời đổ cơn mưa. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Wow, mấy cái món này khi mà chiên nó phồng lên rồi nhìn nó đẹp mắt quá nè cả nhà. Cắt xúc xích vô. Em nghĩ chắc là chị cũng phải lùa những cái món nào mà nó chín trước, chị lấy ra trước đúng không ạ? Kiểu như mình chiên nhiều mình sẽ quen tay hay gì ha. Đây là bước tiếp theo nha. Chị sẽ cho bơ vào. Sốt, sốt đặc biệt ở bên chị. Cái này là cải xà bấu hả chị? Hay tả hay tỏi? Tỏi. À. Cái nước đó nó sệt quá chị ha. Dạ. Vô. Wow, quá trời luôn. Hấp dẫn không cả nhà? Cả nhà có dịp đi ngang qua đường Tô Hiến Thành á, mà đi với cặp đôi á, ghé vào quán này ăn là hết bài luôn. Gọi ra khoảng chừng từ 70 đến 100 ngàn thôi là bảo đảm hai người ăn đã luôn á. Thường á, có bao giờ chị chiên một cái mẻ lớn như vậy không? Có. Có hả? Tại vì chiên như vậy em thấy kiểu như nó cũng hơi khó. Hơi khó đúng rồi. Nhiều quá nó rớt ra ngoài, sợ nó rớt ra ngoài. Rồi. Wow. Những cái đậu bắp đó cả nhà, nó làm cho món ăn nó thêm cái màu sắc nó sinh động ghê á. Rồi. Đây là 200 ngàn lộn xộn nè cả nhà. Liệu Võ Sư Lộc có hoàn thành được thử thách này không? Cùng theo dõi nhé. Rồi. Em trai, mang đây giùm anh đi em trai. Thơm quá. Hấp dẫn ha. Ngon lành. Em gọi không gian quán nha. Bên kia nữa nè, chứng tỏ đây là món ăn được rất là nhiều bạn trẻ yêu thích, trong đó có bạn trẻ Lộc. Cái miếng này chứ là miếng mình chỉ chăm. Ôi, vào cái tay kìa miếng này là cúp xuống, cúp xuống đúng rồi đó. Ok, ơi 3, 2, 1 bắt đầu. Hôm nay mình ăn nhẹ sau một buổi đi xem phim à, nhưng mà hôm nay thì 150 là nhẹ đó, 200 là nặng đó cả nhà ha. Mình sẽ cố gắng vượt qua rất là tươi thử thách của chị chủ đưa ra ngày hôm nay. Rồi, mời ông bà cô chú và quan viên hai họ dùng cá viên chiên nước mắm nào. Dứt có rồi. Những cái miếng đậu bắp này nó sẽ giúp cho mình rất là đỡ ngán. Đúng vậy, em kêu hai que cho anh mà. Đúng không? Quá trời, đậu bắp vào rồi thì mình thế. Đây này ôi. Chuyển tới cái này Hùng ơi. Cái nào đâu. Chà cá đậu đũa. Làm bỉa đây á. Có cải chua. Quá. Đúng vị cải chua mà mình thích luôn. Có cải chua nhà làm hả? Đúng rồi. Đây là như là đậu hũ hết à. Đậu hũ cá đúng không? Đậu hũ cá. Ăn những món này á là mình nhớ tới lẩu ly với nhớ tới lẩu cá viên đúng rồi. Nhưng mà bù lại á, đây là món khô chứ không phải món lẩu, món nấu. Cảm ơn. Như ở đây á có thêm cái mùi nước mắm nữa không? Để giúp cho mình xua tan đi cái vị lẩu. Như này là phô mai kéo sợi. Kéo sợi ra đi. Ủa, sao cũng bụng rồi. Dính à?
nằm bên trong rồi. Xem clip này thì anh tài xế hay điểm danh nào? Anh tài xế và vợ kỷ niệm hai tháng cưới nhau á. Ồ vậy á, của tài xế cũng rất là chất lượng luôn. Dạ đúng rồi, được cả hai người ăn. Nhưng mà giữa này thì một mình bỏ sinh lọc. Vậy thì bỏ sinh lọc cũng phải nhanh chóng có ai đó đi để còn được ăn cùng mỗi khi kỷ niệm. Chính xác. Ăn trong qua cái không gian được Tô Hính Thành này nè. Cảm giác mình thấy nó như là một cái khu vực mà ăn uống không? Trung tâm ăn uống. Dọc dọc bên đây có quán cháo, rồi lên bên kia là có quán trái cây tô, lên nữa là bánh canh cua, có là nhiều món. Bánh canh cua ngay đầu hẻm nè. Đúng rồi. Nên anh tài xiết ướt. Lâu mà anh em mình cũng không ăn cá viên chiên anh Lộc. Chính xác. Nhưng mà đây phải nói là một trong những món ăn vặt rất là được yêu thích ở Sài Gòn này. Giới trẻ Sài Gòn hoa lệ. Giới trẻ. Mà em để ý anh, những cái món mà cá viên chiên này á là quán bán rất khuya nha. Thường là bán tới 1-2 giờ sáng không á. Rồi, anh combo hả? Wow. Tới nào một lần hay gì vậy anh? Chính xác. Ôi, tưởng làm cho mình chứ. Sao? Biết bao nhiêu mùi vị? Có ra một cái vị lắm. Rất là hỗn tạp. Có tôm, có cá, có đậu hũ. Nhưng mà đặc biệt á, nó được kết nối bởi vòng tay của nước mắm. À, nối vòng tay lớn. Anh đừng có dùng từ hỗn tạp. Anh dùng từ lộn xộn đi cho nó giống với cái viên chiên lộn xộn. Dùng từ hỗn tạp nghe nó tạp nham sao á. Đúng rồi. Không phải thử món này thôi. Hả? Này đó là hấp dẫn của mình. Món khác đi, món khác đi. Anh lấy em mấy món mềm á. Amelie. Ôi. Amelie. Cho em cái xúc xích ha. Cho em miếng cà chua luôn. Rồi. Ăn cà bắp không? Ăn luôn. Wow. Rượu ngon phải có bạn hiền. Cá viên chiên ngon phải xỏ hết nguyên sâu. Nên này lâu lâu làm mấy câu nghe đó. Nghe không có liên quan gì cả nhà. Tưởng là có vần ai về không vần. Không vần không tưởng. Nè cả nhà ơi. Ui trời ơi. Trời ơi. Mời cả nhà. Có một cái là nó bị giống như làm ốc nữa. À, làm ốc á. Chả ốc. Dạ, có. Là mình đang ăn ngon. Này mình cứ tưởng là mình đang ăn bún ốc nữa. Wow. Cả nhà ơi, ở đây là anh có cái món kem khói nữa. Thôi được rồi. Đợn ngán. Không sao đâu. Kem khói mình, tuy là mình biết từ lâu rồi nhưng mình chưa ăn bao giờ. Ê. Dạ. Ở đây á, nó có một món nữa cũng rất là hấp dẫn, rất trẻ luôn. Cái kem gì mà làm bằng sandwich á, kẹp lại á, thành từng miếng á. Kem kẹp Singapore. Anh ăn hả? Không, ý là anh nói anh giới thiệu quá. Cửa hàng thì em gọi cho anh giới thiệu tới mọi người á. Nhìn này, nhìn cái này giống như cái hải đăng vậy không? Đang chiếu nè, soi sáng nè. Không liên quan chứ bao nhiêu lâu rồi anh không ăn được những quán vỉa hè như quán cá viên chiên này? Bao nhiêu lâu rồi? Mới đây. À, mới đây hả? Mới đây. Ôi đen này. Vẫn còn hơi ngán. Nhưng mà đến quán chị á mà lại kêu ngán á thì coi chừng nha, ngay sau lưng thôi. Khen ngon cũng được, khen ngán cũng không được, nước sống sao. Đúng rồi, khen ngon chị cũng thêm. Có một cái mà thích ở quán á là cái không gian bài trí á nó rất là gọn. Cái ghế mình sẽ dùng làm cái bàn luôn không? Dạ. Tới đây mình lấy rất là nhiều bàn trồng lên cho cao để quay rất rõ đẹp. Tại vì anh ăn một phần này bằng 5 người mà, đúng không? Cho nên anh phải dùng một cái số lượng ghế bằng 5 người. 50 ghế. Đó. Hay đó. Ở đây ta ăn gần hết rồi. Ở đây là rồi, các vợ động viên á. Hả? Các vợ động viên á. Không thấy còn nhiều quá. Không còn nhiều quá thanh niên ơi. Thôi, đi tới làm gì kìa. Khổ chướng xuống sâu thế mới giàu. Như người ta sẽ ăn kiểu mà
từng viên đi sổ luôn, sâu luôn. Đây là chắc không hết nổi đâu. Anh ăn hết, em ăn hết dĩa này cho anh luôn. Không, kèo này thì phân hồng chắc quá rồi, nên thôi ăn từ từ. Có thêm cái cà bắp, nó tạo ra một cái vị. Tiếng là mình không có bị rạc xôi. Người theo mây danh, mây mù danh lối. Là tôi khói môi xoay, theo bức ai trả rồi. Bình quân miền ta, quân vui. Sương khói á, khói chạy khói. Đúng rồi. Sự phép ăn hết cá viên đúng không anh? Không ăn hết mấy cái dưa leo đâu. Dưa leo mình ăn kèm để đỡ ngán thôi. Anh ăn hết cá dưa viên. Dưa leo này không? Với cải chua. Có cải chua ăn hết thì ngon nè. Đậu đâm nữa. Đậu đâm thì thôi khỏi. Ừ. Ăn cái này á là đồ dầu mỡ và cả nhà, cho nên là sẽ rất là nhanh ngán á. Béo hả? Nhưng mà lỡ vậy mình cống hiến cho cả nhà có những cái clip hấp dẫn nhất, mình sẽ thể hiện cái sự ngon miệng đó. Oh. Anh thấy sự ngon miệng nhưng cuối cùng anh lại nhổ ra. Đây này cứ nhịn gì vậy cả nhà ơi, không tập trung vào món ăn gì hết á, thì cứ đã từ từ rồi sẽ từng ba vào thôi, có gì đâu mà anh cứ phải nhìn xung quanh vậy anh Lộc. Trong khi đó thì anh lấy cái ly của em luôn nè. Quên á. Thôi lấy này bởi á. Để là nguy hiểm lắm. Không sao, anh cứ lấy đi. Cô Nam luôn mới đặt cho mình mấy ly nữa. Cái đấy anh ăn cũng nhanh đó chứ anh Lộc. Nhanh không? Nhanh á. Thử thách này xem ra đơn giản với anh quá. Không có đơn giản đâu anh Tiên. Dễ rồi anh Tiên. Ai em bơi bơi luôn à. Kiểu như anh ăn nhanh quá nên anh mau ngán á. Trời ơi. Cả nhà coi nè, ở trong những cái miếng này nè, cả nhà thấy cái tỏi không? Tỏi với lại tỏi rang và tỏi sống nữa nha cả nhà. Nãy như con phim, đập phim. Trời ơi. Xin chụp hình xong, cầm điện thoại lên, nói với anh đó. Nói về thế nào con nó cũng ghen với chị. Gato. Gato. Xong rồi các con của chị bắt chị phải dẫn đến đặt chiếu phim và gặp mặt được idol mới chiều. Đó là mà đó. Nghe lên đó thì anh em tụi mình hay xem ở Galaxy Nguyễn Hồng Đào. Các bạn có dịp thì ghé ủng hộ Galaxy Nguyễn Hồng Đào. Phải ủng hộ cả Galaxy. Có quen biết họ hàng gì không giới thiệu ghê vậy? Tại vì Võ Sinh Lộc giống như là muốn tăng khả năng gặp fan nè. Võ Sinh Lộc hay Võ Sinh Lộc hay xem phim ở đó lắm nè. Tại vì biết gì không? Sao anh? Gần tới có phim Godzilla vs King Kong. Chắc anh em mình sẽ phải làm một nhát rồi. Lúc mà anh mua xong á Hùng, bên kia báo lại anh đã tích được 8 vé miễn phí. Chưa? Có bạn nào muốn đi chung không? Ưu tiên các bạn tuổi các bạn nam nha. Các bạn nam to cao đen hôi. Ưu tiên các bạn nam á hả? Đúng rồi. Tại vì 8 vé, hai bạn nam sẽ ngồi hai bên. Còn lại là Võ Sư Lộc và khoảng bao nhiêu bạn nữ ngồi ở giữa. Có một Bình Đi Hùng mà. Bình Đi Hùng ngồi kế hai bạn nam. Trời ơi. Liên đúng hồn luôn. Ôi. Chủ ơi, anh Lộc anh gần hết rồi chị ơi. Xin thêm à? Thầy thấy cũng ngán rồi chị. Dạ. Gà mà có kem thì là hết tẩy luôn. Ôi em nghe kem rồi kìa. Anh nói làm gì hả? Ăn chung mà. Chung gì? Anh em ăn chung mà. Kem ăn chung á, nó tèm lem lắm. Mà kem á, nghe nó kiểu nó quay quay. Nghe nó mút mút á. Không thôi. Không ăn chung kem đâu. Anh nghĩ sức anh á, anh sẽ ăn được một phần kem nữa. À, mình quay cảnh nó làm kem cho cả nhà coi. Đó anh làm kem em coi thử đi anh. Anh sẽ cắt ra như vậy nè. Món này ở Sài Gòn mình nhiều chỗ bán chưa anh? Chắc có khoảng 3-4 số thôi. Ít lắm ha, nó là ít lắm á. Đó, và giờ anh sẽ lấy cái bánh kẹp nè. Anh kẹp vào hai bên, đó vậy là xong, thành một khúc kem ngon lành. À thêm một cái giấy nữa nè. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi đây. Wow. Nhìn nó
giống như là nó cu teo á, giống như viên gạch vậy á. Nè ăn gạch đi. Người ta kem ngon lành nhìn dễ thương mà đi kêu giống cục gạch, kiếm tưởng tượng không phong phú rồi đấy. Ô giòn quá ha. Bạc hà giống màu áo của em. Bạc hà có màu xanh lá mà màu áo là màu xanh dương mà. Anh đi một mình cái gì thì màu áo của mình nè. Anh đi kêu giống màu áo này nè, hỏi đồ này chứ. Đâu thôi, đây giống bộ buồn màu à. Ăn nhiều quá nên bị khúc xạ ánh sáng. Cái vị bạc hà nó rộng thẳng lên mũi luôn. Nhưng mà kem nó rất là béo, nó không có bị đá nhiều. Nhưng mà kem này em không biết là nó có tan nhanh không ha. Tan nhanh lắm. Tan nhanh hả? Ồ, cảm giác á, giống như em ăn cái kẹo rất có min á, kẹo màu xanh lá cây hồi xưa anh nhớ không? Ừ. Rồi. Ồ, và cái vị bạc hà kem này cả nhà, cái vị thơm của nó kiểu như là mình ăn mới đầu á là mình cắn nó sẽ không có vị thơm lắm, chỉ là nó dịu dịu thôi. Nhưng mà cắn vào trúng ngay cái phần kem của nó nha là nó bát cái mùi lên thơm. Ồ, bên trong nó có cái gì nè anh? Bên trong nó là như có sô cô la. À. Đó, kem này là anh chủ anh nhập từ Singapore luôn á. Không biết là nguồn hàng từ đâu nhưng mà đây là kem Singapore. Ồ, đây. Rồi. Bẻ em đi là anh làm mấy nãy hả? Ừ. Bây giờ mình đem ra ngoài bên ngoài đường mình bán nè. Cây này mình bán rẻ 5.000. Nói em nè, em mua không? Rồi anh mới bán cho người ta. Chứ nhìn như vậy ai dám mua. Trời ơi 5.000 nhiêu đây rồi cả nhà, 5.000 quá là rẻ luôn. Đây là hàng đã xài rồi và hàng trên kia thì cả nhà chọn cái nào. Nhưng mà được bán bởi tay bỏ xưa lọc. Làm như tay bỏ xưa lọc quý đó. Trời ơi, tay bỏ xưa lọc thơm lắm. Khi Tết tới nơi là mấy bạn chỉ việc hả miệng ra bỏ xưa lọc sẽ đút cho từng cái. Ồ ngọt không? Ờ. Tiếp cái nữa nào. Mấy bạn cho tao đen thôi á đúng không? Đi nghe không? À, anh lỡ. Chị em biết. Trời ơi. Mình làm chỉ còn ở như vậy thôi. Ồ, anh xiên vào như vậy á. Nhìn giống như mấy cái đồ nướng bao kêu vậy anh Lộc. Thấy đẹp không? À, đẹp. Đẹp thì ăn đi. Nè, em ăn nè. Ok. Em ăn cái này thôi. Vô. Ê, vô đâu kiếm. Quên không? Bỏ xe lọc. Ăn luôn đi. Ăn luôn đi. Đỏ. Anh đi. Tại này nó đau kiếm mà. Nó mới nghĩ là ăn cách ăn. Cách ăn nè. Đưa vô miệng. Đó đâu? Đây này. Đã thương binh rồi còn gây khó khăn cho nhau. Đã què rồi mà còn cố gắng. Là khó không? Đó là kiểu pha ra ông á. Pha ra ông là kiểu đắp mồ luôn. Mông mi nè. Chính. Chính. Đó là thương này không? Môi. Đầu bắp bị trang á. Rồi hết rồi đó. Đó. Quá là căng. Đó. Còn là ta cùng thương yêu nhau. Xa là súp. Vâng cùng súp luôn. Anh hát gì mà đồ nó rớt lại xả. Vô. Nhà ơi, anh em mình sắp được 300.000 súp rồi. Bây giờ đang là 270. Không, tới ngày mà cả nhà coi thì chắc là sẽ lên nữa. Chắc là cũng tầm 278-279.000. Thì cả nhà hãy cố gắng ủng hộ anh em mình nha. Còn khoảng 27.000 nữa thôi là mình sẽ được 300.000 subscribe. Yeah. Lúc đó thì mình sẽ có một món quà tri ân. Kiểu như mình vui á, tại vì 100.000 sub này nè anh Lộc, mình lên nhanh hơn 200.000 sub cũ. Nên mình thấy vui lắm cả nhà. Để mà làm được đó thì không thể nào mà bỏ qua được những cái fan thân yêu của kênh anh em mình, những người trung thành, fan trung thành và những người mới xem. Các bạn hay bình luận, hay dành comment một. Các bạn biết á, nhiều khi Võ Sư Lộc đứng kế mình luôn, mình đăng clip rồi mình báo Võ Sư Lộc để Võ Sư Lộc comment một, mà cái kết Võ Sư Lộc vẫn thứ ba thứ tư luôn, không lại luôn mấy thanh niên kia, không lại cô Nam luôn luôn. Thế
hình như anh lọc được một lần hơn đúng không? Được một lần được. Hạng nhì là cao nhất. Hạng nhì là cao nhất, chưa bao giờ top 1 luôn. Chưa. Ồ, hôm nào top 1 phải chụp hình lại nha. Em sẽ đăng lên cộng đồng YouTube. Chị, đây là xuyên cuối cùng. Chị, coi vậy á, chứ cũng không phải dễ đâu chị. Căng lắm chị, rất là ngon. Cảm ơn anh Thanh nha. Ngon lắm thêm. Rồi hết luôn nha chị. Bỏ tay, bỏ tay. Rồi. Dạ, dạ. Chị chủ nhiệt tình và dễ thương lắm cả nhà. Có gì ghéo mời chị nhé. Rồi. Đầu ấy lọc nhai xong rồi nhận xét rồi ăn nha. Rồi, hôm nay mình đã tới và trải nghiệm được món cá viên chiên kết hợp kem khói, kết hợp kem Singapore, kem kẹp Singapore. Thì khi mình ăn ở đây, các bạn thấy một cái tủ đồ sẽ rất là hấp dẫn, toàn là cá viên thôi. Và sau đó thì khi mà các bạn nhìn ở phía dưới, các bạn nhìn phía dưới đó, các bạn sẽ thấy được là thấy gì? Những cái sâu 10k. Đó, 10k. Ở giữa cũng là 10k. Lên trên là 10k, 5k. Rồi, và ở đây là một cái ngăn kem rất là hấp dẫn. Đây kem ở đây kem. Thì sẽ có kem bảy màu nè, kem khói nè, và ở đây nữa nè, chị đang chiên. Đây đó là phần quan trọng nhất, cá viên chiên nước mắm. Đấy, đó rất là thơm tho, rất là mặn mà. Rất là mặn mà. Một cái điểm em rất là thích ở bên quán chị á là cái dầu của mình nó lúc nào nó cũng màu, nó phải tươi. Vừa ấy là mình đổi liền. Không để dầu quá đen hả chị ạ? Tuy là một điểm nhỏ chị, nhưng mà khi mà người xem á hoặc là người ăn người ta thấy vậy người ta cũng thích quán chị lắm. Có một xíu bơ nữa không? Có một xíu bơ nó tạo cái vị rất là thơm. Đúng rồi, mùi bơ. Về cái nước chấm á là chị sẽ có thêm một miếng mayonnaise và mình rất là thích ở đây. Đấy là sate dưa leo và có thêm cái chua nè cái chua nè, cái chua đây đấy đó, để trung hòa lại một phần 200k lộn xộn thì 5 người tới 6 người ăn là thoải mái luôn cả nhà. Đúng rồi, còn một người ăn thì bây giờ biết sao không, mình còn phải gọi thêm kem nữa. Kem dừa nữa. Mình rất là cảm ơn sự nhiệt tình từ chị đã up size lên cho mình lên 200k. Ok anh, có gì mình sẽ lại quay lại hỏi chị nha. Đây, khi mình lên 300k sub lại ủng hộ chị. 300k lộn xộn. 300k lộn xộn. 300k luôn. Rồi, cho nên mình có một cái fanpage trên Facebook. Nếu như mọi người yêu mến, mình muốn cập nhật các sự kiện mini game hay event thì hãy like và comment để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn cho kênh Funny Hùng Vlog. Đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 116 để theo dõi các đoạn hàng ngày trong 6 anh em mình. Sắp tới như các bạn có bất cứ thanh nào hãy để lập luận dưới comment. Mình sẽ xem xét và đưa những đoạn phù hợp nhất để làm clip cho cả nhà cùng thức nha. Ok, trời ơi, nó chạy đuối rồi kìa.